Từ thứ hai tuần sau, học sinh trung học phổ thông sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời đăng ký xét tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy. Năm nay, thì các trường đại học tiếp tục mở rộng thêm các hình thức tuyển sinh đa dạng trong kỳ xét tuyển đại học. Đây là nhận định chung của nhiều chuyên gia. Và điều này sẽ giúp các trường có thêm các căn cứ ngoài điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để chọn lựa thí sinh phù hợp với các ngành đào tạo của mình. Khi các trường đại học top đầu đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, trong đó sử dụng cả kết quả học bạ trung học phổ thông, thì liệu các trường còn lại có bị sụt giảm về nguồn tuyển? Đây là câu hỏi được không ít chuyên gia đặt ra. Hiện nay thì các trường công và trường tư đều đa dạng các loại hình tuyển sinh để phù hợp với luật giáo dục. Và phải có cạnh tranh thì giáo dục mới phát triển được. Và trường nào có được cái chất lượng đào tạo tốt, có được sự tín nhiệm và tin tưởng của xã hội thì người học sẽ lựa chọn. Thì với Đại học Đại Nam, các hình thức đa dạng như vậy là không có ảnh hưởng gì đến tuyển sinh của nhà trường. Chỉ còn 3 ngày nữa, các thí sinh sẽ chính thức đăng ký xét tuyển đợt 1. Các em được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển một lần sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kết quả trúng tuyển sẽ được công bố trước 17 giờ ngày 27 tháng 9.